Cái này là
Vừa đó cũng chọn 15 cây đâu. Gì mà đắt thế? Cái mấy nghìn cân. 2 chục cây mà đắt thế. Không, 26 cây. Cái mới đàn đấy. Mấy vòng cái kia. Không, 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 xoáy có chứng pháp không? Không, làm sai, xoáy nó miếu thì em nó ngon bự quá. Là thêm 15.000 không phải nói. Cuối cho rồi. Mà cá đâu hàng em không có hàng bán. Đi vòng 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 vòng. Hàng em nó bán cái này, từ thương hiệu rồi. Sức ra mua rồi, đã biết rồi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.